Em. Có chuyện gì vậy? Em có biết là em đẹp nhất trong đám gái đó không? Anh muốn cái gì? Nhiêu đây có đủ vui vẻ với em không? Được thôi. Vậy bấy nhiêu đây đã đủ chưa? Hả? Làm điếm mà cũng bày đặt. Chị Diễm, chị bị rắn cắn. Chị bị rắn cắn rồi. Trời ơi, chắc là rắn độc quá. Chị sợ quá à. Chắc chị chết quá. Chị ngồi im đi, cố gắng chịu đựng chút đi. Để tôi kêu người vô cứu chị. Không kịp đâu Ngọc. Không kịp đâu. Chắc chị chết quá. Nọc độc này chạy nhanh lắm. Em kiếm cái gì? Kiếm cái gì buộc lại giùm chị đi. Để nọc độc lên tim là chị chết đó. Được rồi. Cứu chị với Ngọc ơi. Cứu chị với Ngọc ơi. Chị đau quá. Thôi chị ráng chịu đựng một chút đi. Tôi cột lại đã. Đau quá. Em tốt với chị quá. Chị hối hận quá. Chị hối hận quá. An nghỉ ngàn thu nghe con. Chỉ có vậy thôi. Chịu đau đâm hai nhát. Vậy mà lừa được mày rồi. Anh, chị Diễn với Ngọc làm cái gì mà lâu quá vậy? Mày nhiều chuyện quá. Lên xe đi. Ủa, con Ngọc đâu chị Diễm? Nó bỏ trốn rồi. Trời, chị giỡn hoài. Giết nó luôn hả chị? Rồi sao? Tao giết nó rồi sao? Dạ cậu chủ. Có chuyện gì vậy? Cô My cô tự tử rồi. Cái gì? Tại sao? Dạ tôi nghe mấy cô kia nói á, là cổ chơi hàng đá nhiều quá, trong cơn kích động cổ đã tự cắt cổ tay tự sát. Ông là chủ nhà hàng này à? Ờ không, bà chỉ mới là chủ, còn tôi chỉ là trợ lý thôi. Nè, tôi lỡ nói là chủ rồi. Mày chơi tao hả?
Không phải, bà Diễm không có mặt ở đây, anh phải có trách nhiệm chứ. Với lại chủ mình làm ăn đàng hoàng mà, có gì đâu phải sợ. Bà Diễm bà biết chưa? Sáng giờ gọi không được. Mời anh theo tôi vào trong làm việc. Mẹ đó, mình mới ra trại, không lẽ bây giờ vô trại nữa. Cậu chủ, bộ cậu chủ tính mở trại chăn nuôi hả? Trại cái đầu của ông á. Tao mới vô trại thăm thằng Tám Mặt Quỷ. Khi nói chuyện với nó lấy cha lấy mẹ ra thề với tao. Nó không có gại hàng đặc khung. Có thể là ông không hại, nhưng biết đâu đám đệ tử cha thu thì sao? Tao cũng qua bên đó hỏi rồi, dám chắc ở bên đó không thể nào cả gan làm chuyện này đâu. Nếu như vậy thì ai làm chứ? Câu này tao phải hỏi mày mới đúng chứ. Là sao? Đương nhiên là tôi không biết. Thiệt không? Hay là mày a vua cho thằng sếp của mày, hại Đặc Hùng rồi đổ tội cho Tám Mặt Quỷ? Anh Hải, anh tính mà biết chuyện anh vu cáo ông, anh thử coi anh có được y không. Thầy trò mày cái con mẹ gì mà làm không được. Mà nhiều khi có âm mưu lật đổ cả ông lão. Cậu Huy, cậu chủ lúc nãy nói lật đổ ông lão nào đó là sao hả cậu? Chú hỏi chuyện đó làm gì? Không phải chuyện của chú. Dạ tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi đi làm việc đây. Chiến hữu, sao mà mặt đơ dữ vậy? Trong tiệm mới có một đứa đập đá lên đường, công an mới kéo cả đám đến đây nè. Tao xì ke mấy chục năm rồi, mới đập đá chưa gì đã băng hà. Mày dắt con nhỏ này tới đây chi vậy? Nó muốn đi lên đây cho biết. Con Diễm đâu rồi? Nó đi đâu từ sáng tới giờ? Mày tính chừng nào gặp tính cùi? Tao mới vừa điện cho Khứa nè. Chú Khứa qua đây. Ủa, hàng thằng Tài nó đưa tối phần trước đúng không? Thôi, cô đi vòng vòng chơi đi, đừng có mó tay mó chân, phá gì là được rồi. Dạ. Tao mới kiếm được mối tiêu thụ, mày gom cho tao 2 ký đi. Tao lấy giá gốc cho mày là 700 triệu một ký đó. Vậy mai tao sẽ gom tiền đưa cho mày. Mày tính tục cái con Diễm đúng không? Mày chưa biết vụ tao đo dán nó rồi hả? Hồi nào thấy vụ con My á, tao sợ quá. Chắc liệu này tao bỏ đập đá quá à. Bỏ rồi, lấy sức đâu mà tiếp khách. Chắc nó buồn tình ông Hải cặp con Ngọc. Cho nên nó đập cái kiểu chết bỏ đó. Cho tôi hỏi. Chào chị. Chào chị. Tôi muốn tìm Ngọc thì phải tìm ở đâu vậy em? Ngọc nào chị? Ngọc mà tụi em mới nói đó. Nhắc mới nhớ, hồi sáng giờ lu bu vụ con My mà em không thấy con Ngọc đâu hết á. Phải rồi, trước lúc con My chết, nó với bà Diễm có leo lên xe hơi rồi đi đâu mất tiêu á. Ngọc đi với Thúy Diễm, em có chắc không? Em thấy rõ ràng mà. Ủa, mà chị là ai vậy? Ai vậy?
không biết nữa. Mẹ nó, chuyện này mà đến tay ông lão mình chết chắc. Hải Lễ không phải tay vừa đâu. Nếu như hắn biết được anh chính là thủ phạm trong chuyện gài đầu đặc hùng thì chắc chắn hắn sẽ quỳ hiếp anh đòi quyền lợi. Quyền lợi gì? Thì có nhiều quyền lực hơn trong tổ chức chẳng hạn. Phải, một kẻ tham vọng và nguy hiểm như nó, chuyện gì chẳng làm được. Gì đó Siêu? Cái gì? Mày đang ở bên Hải Lé hả? Chứ vậy? Bây giờ tao không rảnh. Thôi được rồi, mày chờ tao ở đó đi. Có chuyện gì vậy anh? Thằng Sư Sủi nó trách mình, hôm qua họp không kêu nó. Bộ coi thường nó vậy sao? Làm trò đó mà. Tình hình bây giờ đang đối như hẹ. Thằng Đặc Khùng thì đã bị bắt, Hải Lái Thiếu Diễm đấu đá với nhau một mất một còn. Mẹ nó, giờ thêm Sư Sủi gàn dở này nữa. Anh phải qua đó so dịu mới được. Nếu chuyện này ầm ĩ đến tay ông lão thì mệt lắm. Nhiều khi lộ ra cái vụ mình lừa ổng úp sọt Đặc Khùng không chừng. Để em đi với anh. Được, chở anh về thay đồ đi. Dạ. Em mời anh. Ừ. Lần này cậu trở lại bản chuyên án thì phải tập trung hết sức mình để giải quyết nhanh khúc xương này. Dạ, em hiểu. Tình hình đến đâu rồi anh Năm? Như cậu cũng đã biết rồi đó, sau khi đặt tình của mình là đồng chí Tiến đã bị chúng phát giác và anh Dũng hy sinh thì mọi kế hoạch đều bị đóng băng. Chiến dịch theo đó phải thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Diễn biến đang theo chiều hướng bất lợi cho chúng ta đó. Chúng ta đang giữ Đặc Khùng trong tay, chẳng lẽ chúng ta không moi được thông tin gì về ông lão sao? Hắn là một tay cáo già lọc lõi, cho nên đến bây giờ vẫn kín miệng kêu oan. Tuy nhiên vẫn cần phải cô lập hắn để khai thác thêm về thượng tầng của Tính Cùi. Anh Năm à, anh cho em hỏi thật, ngoài Tiến ra thì hiện nay mình còn nội gián nào đang nằm trong vùng hay trong ổ tụi nó không? Dạ thủ trưởng. Cảm ơn cậu. Dạ. Vì là sao anh Năm? Chuyện gì? Chuyện em vừa mới hỏi đó. À, nếu còn nữa thì nói làm gì? Chiến dịch đâu có ách lại như bây giờ. Anh Năm à, anh có thể giao chuyện cày cấm này cho em được không? Dù sao thì em cũng có kinh nghiệm về cái tổ chức của tụi nó. Để tôi suy nghĩ lại đã, rồi báo cho cậu sau. Bây giờ cậu cứ về cơ quan đi, khi nào cần thì tôi sẽ kêu cậu. Dạ. Chúng ở đây chờ tôi chút nghe. Dạ. Thank you.
Mình đi. Dạ, anh hai cho em cùng như vậy lại cái. Nè, nhanh đi chú. Dạ. Sư huynh Gia Lâm. Tôi cứ tưởng không thèm giác mặt qua đây cho tôi thưa chuyện đi chứ. Dạ chào anh. Nhỏ này nhỏ nào? Trợ lý riêng của tôi. Làm việc rất hiệu quả. Dạ, em tên Hiền. Hiện giờ thì em đang phụ trách về... Cô ra ngoài đi. Có mặt tao đây rồi nè. Mày muốn thưa gì thưa đi. Tôi muốn biết tại sao Đạt cùng bị bắt. Ông họp khẩn cấp và tại sao không kêu tôi lên. Đã gọi là hợp khẩn, mày thì túc ở tận dưới kia. Chẳng lẽ gọi mày, mày đi trực thăng lên à? Thì việc công an bắt giữ Đạt Khùng chẳng những khiến tổ chức mà cả giới xã hội đen rúng động nữa. Bây giờ chúng ta phải co cụm lại để phòng thủ, hoạt động sẽ không được tự do thoải mái như lúc trước nữa. Mày hiểu chưa? Đó là ở trên này thôi. Còn ở dưới hốc bò tó của tôi sợ đách gì. Đạt Khùng đâu phải do tám mặt quỷ trả thù, mà do một thế lực bí ẩn nào đó. Ý mày là thế lực lạ hả? Phải. Chỉ cần phanh phui ra đứa nào đứng sau và biết ý đồ của tụi nó muốn gì thì việc cứu Đạt Khùng có khả thi hơn. Ngoài tám mặt quỷ ra còn ai thù oán với Đạt Khùng không? Đã là giang hồ thì không nợ máu với dân lành, cũng không gây thù chuốc oán nhau trong giới. Tuy nhiên, chuyện thằng Hải Lé nói, tao sẽ điều tra lại. Mặt khác, tao sẽ nhờ anh Tư tìm cách gỡ giùm cho Đạt Khùng. Vậy ông lão biết việc này chưa? Biết, nhưng vẫn thận trọng, chưa có chỉ đạo gì. Anh hai, em có điện thoại, em ra ngoài chứ? Hay có khi nào là nó không? Mày đừng có nói bậy. Chị đã kiếm bà Ngọc đúng không? Anh nói gì tôi không hiểu. Ngọc cũng nhờ tôi tìm chị. May quá chị xuất hiện ở đây. Chị chờ tôi chút nha. Tôi về phòng coi cổ về chưa. Chưa đâu. Là sao? Tại lúc nãy tôi có nghe nói là hồi sáng nó đi với Diễm. Chị nói gì? Ngọc đi với Diễm à? Chết rồi. Ngọc không bắt máy. Ngọc thì biết Diễm rất thâm độc, tại sao lại đồng ý đi chung chứ? Tôi cũng đang sốt ruột dữ lắm. Ủa nhưng mà anh là ai vậy? Thank you.
tỉnh rồi hả con? Bà là ai vậy? Ông lão nhà ngoại đi vô rừng đốn củi, thấy con bị thương mới đem con về băng bó. Vậy con không nhớ chị gì hết sao? Dạ, con không nhớ chuyện gì hết. Con không nhớ mình là ai sao con? Dạ không, con không nhớ luôn. Như vậy là con bị thương ở đầu, cho nên là con bị mất trí nhớ đó. Ông ngoại đi vô rừng kiếm lá gì cho con uống thì con sẽ đỡ hơn. Con bị thương rồi. Ừ. Mà con bị hồi nào vậy ba? Mới hồi sáng vậy con. Dạ. Bà cho con hỏi, cái chỗ này là ở đâu vậy? Đây là khu vực gần biên giới Campuchia. Tại sao con lại ở đây? Con không nhớ cái gì hết. Con thấy đau đầu quá. Tại sao nó đã về nhà rồi? Cậu quay lại làm gì chứ? Mày đi đâu nữa đây? Đã nói là không có người ở đây rồi mà. Chị đứng đây chờ tôi chút. Giữ mặt hả mày? Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, ly dữ vậy hả? Đi đi. Nè, cho tôi gặp Hải Lé. Tôi là đàn em của anh Đạt đây. Tao không biết mày là ai hết. Không có anh Hải đây, mày đi về đi. Tôi cần nói chuyện với anh gấp. Nè, người quen mà, cho nó vô đi. Ừ, vô đây. Cảm ơn anh. Chị tôi về chưa? Về rồi, nhưng mà là chị khác. Chị khác là sao? Vô đây chờ tôi, chút rồi biết. Chị, đi với tôi. Đi đâu? Gặp em của chị. Bà Ngọc về rồi hả? Ừ. Nhưng mà hai người phải làm bộ không quen biết nha. Đừng để tôi đó nghi ngờ. Đi. Vô đi. Tư Nghĩa. Chị Hai. Chị Hai. Trời ơi, Tư Nghĩa. Chị Hai. Chị Hai. Em nhớ chị lắm chị Hai. Chị cũng nhớ mày lắm đó. Chị, sao mà nhìn khác quá vậy hả? Dạ, chị tha lỗi cho em nha. Tại em nông nổi cho nên giờ gia đình mình mới vậy. Em làm cho gia đình mình lao đao quá. Em xin lỗi chị Hai. Không sao, nín đi, đừng có khóc. Chị em mình gặp nhau vậy là tốt rồi. Bây giờ chỉ còn chờ ba Ngọc nữa thôi là mình về quê được rồi. Dạ. Tí má chúc mừng lắm. Dạ. Chị ơi. Sao em hả? Má làm sao? Má làm sao vậy Tư Nghĩa? Má làm sao hả? Má làm sao? Má mất rồi chị ơi. Má mình mất rồi. Má ơi, con có lỗi cho em nha chị. Thank you.
Alo chú nghe. Con đã lấy được cuốn sổ tuyệt mật của tính cụ rồi. Trong đây hắn kia đầy đủ tất cả mọi hoạt động làm ăn của tổ chức, và kể cả ma túy đá nữa. Có cả những danh sách của những quan chức địa phương đỡ đầu cho tổ chức. Tốt quá, con hãy chuyển qua liền cho chú nha. Dạ, nhưng mà con sợ là con không kịp thời gian chạy qua chú. Con phải trở về nhà tính cụ trả cuốn sổ trước khi hắn phát hiện ra. À, hay vậy đi, con sẽ chụp hình những tài liệu này rồi gửi qua cho chú. Được, con làm ngay đi. Dạ. Anh cũng biết là tôi với Đạt không có ưa gì nhau, nhưng tôi không muốn nó chết giống tôi. Ủa, mày bị bệnh gì mà chết thuốc vậy? Mày khùng hả? Thì tôi chết xì ke, còn hắn bị tử hình thì chết thuốc độc chứ gì. Mày nghĩ sao? 2 ký hàng trắng mà không lên dĩa? Đương nhiên không ai muốn nó chết oan ức kiểu đó. Ta sẽ cố làm hết sức để cứu nó. Vậy đi. Mày đang ở đâu đó? Vô nhanh đi, xong rồi. Dạ em đang mắc quá. Em ra liền. Dạ. Không biết sáng nay ăn cái gì mà đau bụng quá. Về căn bản đã thống nhất mọi hoạt động tiếp theo. Trước khi chờ lệnh mới cụ thể của ông lão coi làm gì tiếp, ta cũng sẽ sớm đi thăm thằng Đặc Khùng để quỷ lão tinh thần cho nó. Về thôi. Đại sư huynh đi về. Hay lẽ mày có nghĩ nó đem ra dấu tài không? Chứ còn ai vô đây nữa. Tại sao cứ muốn chơi Đặc Khùng? Tao cũng đang tò mò giống như mày nè, nhưng phải để coi tính cùi sắp tới giải quyết như thế nào mới tính được. Kỳ đây ông lão mà biết bị qua mặt chắc vui ha. Nếu anh em mình có thể gặp trực tiếp ông lão để báo cáo nghi ngờ này, nhiều khả năng mình sẽ được trọng dụng hơn đó. Phải, nhưng mà bằng cách nào để báo tin cho ông biết đây? Thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Mày ở đây đi, mai rồi hả về. Tao về còn bốc hàng cho mày nữa. Hiền ơi, về Hiền. Hiền. Chị ơi. Chị. Em đợi chị chút. Núp đi, đừng có để cái tụi nó biết là chị em mình có liên quan tới nhau. Nè, nhớ phải lấy hàng tốt cho tao nghe. Mày yên tâm, kỳ này á, mà mày lời, nhớ chị tao đó. Tao biết rồi, có lần nào tao để mày thiệt đâu. Gì vậy anh? Đi về chứ gì. Sao về sớm vậy? Đi về còn lo công chuyện nữa. Nhưng mà tôi còn mệt lắm, cho tôi nghỉ chút nữa đi. Thôi được rồi, ở lại đây đi. Thôi, cũng được. Trên đó còn phòng trống, lên đó nghỉ đi. Dạ. Đại ca, Con Ngọc bị chị Diễm giết rồi. Mày nói cái gì? Con Ngọc đó bị... Bị tôi giết rồi. Mày làm cái gì vậy? Mày điên hả? Điên cái gì mà điên? Nó là người của tôi, tôi muốn giết thì giết. Điên cái gì? Mày... Mày làm gì em tao? Cái gì vậy? Mày làm gì bao nhiêu lần? Làm gì hả? Cái gì vậy? Ra, con này, mày điên hả? Mày làm gì em tao hả? Sao cho con hai Hiền lên đây vậy? Thì tự nó theo lên chứ. Anh có biết nó là chị của con Ba Ngọc không? Ủa, vậy là con bé Ngọc là em của mày hả? Buông tao ra, tao phải giết mày mới được. Rồi. Con đã. Con đĩ này, tao cứ tưởng nó tốt với tao, ai ngờ nó âm mưu sẵn rồi. Nó chỉ là lợi dụng tao lên đây thôi. Nếu không có bữa hôm nay thì không chừng á, nó đã báo công an bắt anh từ lâu rồi. Bẻ nó, để tao bẻ cổ cho nó chết luôn cho rồi. Thôi đi, sáng nay con Nguyên mới chết rồi, bây giờ thêm cái xác nữa. Mày muốn công an tới đây cho chết hết hả?
Anh nói cái gì? Con mày chết rồi hả? Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Còn mày, đem đi cho phòng giải cho tao. Nhanh. Dạ. Mẹ nó cũng nghĩ nè. Anh Siêu, nếu mà không cản tôi giết mày chết rồi. Chuyện gì? Lúc này anh có cung cấp ma túy đá cho anh Hải không? Làm gì có. Thôi anh đừng có xạo. Anh Hải đã khai hết với tôi rồi. Ờ thì nó nhờ giúp anh em mà. Thôi chú về đi. Khoan đã anh Hải, cho em đi nhờ cái Tào Tháo rừng em nữa. Mày lộn xộn quá đi. Chuyện gì? Từ từ nói anh nghe coi. Thằng Hải lẽ đánh em hả? Tại sao? Cái gì? Em giết con nhỏ đó rồi à? Được rồi, hai đứa bay qua đây đi. Anh giải quyết một lần cho xong luôn. Yên tâm, anh bảo vệ em mà. Sao vậy anh hai? Cái gì mà than thở quá vậy? Con Diễm với Hải Lé gây lộn ông Sùm ở bản đó. Tụi nó sắp qua đây nhờ anh phân xử nè. Tụi nó là chuyện gì mà căng dữ vậy anh? Con thiếu Diễm giết bộ của Hai Lé. Cái thằng quỷ đó cày cú, đánh mầm nhập con nhỏ đó hai lần trong vòng có mấy ngày. Bộ Hai Lé là ai anh? Con Ngọc con Nghiết gì đó tao đâu có biết. Nó dụ con nhỏ đi đâu rồi nó xử luôn. Đúng là lòng dạ đàn bà. Khi mà nó ghen lên ghê gớm thiệt. Anh hai, em tới nữa rồi. Anh tới rồi, cho em đi nhờ cái nha. Ê, mày ăn cái gì mày nói tao né nghe mày. À thì đã, thằng chó này. Má nó. Alo. Ai vậy? À, Quy bác học đó hả? Anh Siêu à, may quá. Anh giữ điện thoại giùm em đi, chút để em qua lấy. Ha 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 ha.
Anh cười gì vậy? Mày biết tại sao tao cười đúng không? Anh nói vậy là sao? Là sao em không hiểu? Mày á là không những nhà bác học mà còn là diễn viên đa tài nữa. Anh Siêu, ý anh là sao? Tao nói cho mày biết, mày á cũng sắp đoàn tụ với đồng chí Tiến Lũ của mày. Mày đợi đó đi. Alo, alo. Alo, Huy hả? Sao? Bây giờ hắn đang ở đâu? Tư Nghĩa cũng đang ở đó hả? Được rồi, để đó chú xử lý cho. Không thể để Sìu Sủi manh động như vậy được. Tư Nghĩa, con đó hả? Con đang ở chỗ Hai Lé phải không? Được rồi, có chuyện này chú cần con phải thực hiện ngay lập tức. Chuyện gì đó Siêu? Anh về tới nhà chưa? Rồi, có chuyện gì không? Thằng Đại anh có ở đó không? Nó mới đi ra ngoài. À, mà mày hỏi làm gì? Đương nhiên là phải vậy rồi. Vì nó mới ra ngoài, nó điện thoại cho tôi, năn nỉ rồi kìa. Sao? Tại sao phải năn nỉ? Có chuyện này vui lắm. Ông mà nghe tôi kể, chắc ông té xỉu luôn á. Bây giờ ông ở đó đi, tôi sẽ qua nhà ông, nói cho nó rõ ràng. Alo. Úp úp mở mở, chẳng hiểu con mẹ gì hết. Hồi nãy bên kia không nói, giờ kéo qua đây cả đám. Mày là thằng nào? Thằng chó, tao chờ giây phút này lâu lắm rồi. Mày nhào vô. Giờ tao với mày ngáp coi rồi nè. Tao thành mày xấu, tao lên tao thành con Hiền luôn, cho nó đủ cầm. Mày làm gì với hai tao? Mày phải nói với chị tao. Mày phải nói với chị tao. Mày phải nói với chị tao. Anh Huy, anh gọi chị hai em đi anh. Em gọi chị hai em đi anh. Em yên tâm, chị hai không sao đâu. Thiệt hả anh? Chị hai bị tôi nói giam trên đây, chờ anh một chút. Alo. Alo, anh hai hả? Chuyện gì? Em ra ngoài có chuyện. Em qua bên ngân hàng kiếm một số giấy tờ. Em không về có sao không anh? Không, chú cứ làm việc của chú đi. Không quên nữa, hồi nãy thằng Thiều nó gọi cho anh. Lấp lửng gì về chú á, anh chả biết nữa. Thôi, cha nội đã làm xạm lắm, hơi đeo anh để ý làm gì. Vậy thôi, em cứ máy nha. Dạ. Anh là cảnh sát hả? Chú Trực nói cho em biết à. Em có sao không? Không sao anh, ngoài da thôi mà. Bây giờ nghe đây, em phải bình tĩnh. Trước mắt anh với em phải tạo ra một vụ hỏa hoạn để đánh lạc hướng tụi nó. Trong lúc tụi nó chữa cháy, anh với em sẽ cứu chị hai, hiểu chưa? Đừng không anh. Đừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai. Chị hai. Quy, để chị hai cho em. Em đang bị thương, để đó cho anh. Em không sao, nhưng mà... Nhảy lên, cố anh. Tổ chức không có hắn cũng không sao, còn không có em á, ai đi ra ngoài ngoại giao gái gú cho các quan. Tao quên một cái là có trăm chú bà. Mày tưởng Sài Gòn này có một mình mày có gái thôi hả? Được, mày đi ra ngoài mày kiếm đi, có anh tính chịu không? Tao nói cho mày biết, tao đã lên cơn thú tính rồi thì con nào cũng như con nào thôi. Chỉ có cái đầu bò của mày mới suy nghĩ như vậy thôi. Mày ơi, mày dám nói ai đầu bò hả? Vô nhà tao tính đánh lộn hả? Ngồi xuống coi. Alo. Cái gì? Nhà hàng cháy hả? Cái gì? Tìm thấy cái xác cháy đen. Đứa nào gây cháy? Có thể cháy là do chập điện đó nãy. Thiệt hại nhiều không? Chỉ cháy trụi hết đồ trong phòng karaoke. Mày nghe nói xui gì đâu á. Ủa, còn một cái xác nữa kìa nãy. Cái xác gì? Cháy đen thui nên không nhận diện ra. Còn mẫu gái và nhân viên kiểm tra cũng không phải. Mày à, ngu. Có thấy thằng Sùi không? Ủa, có anh Sùi nữa hả anh Hải? Cái xác đâu? Xác trên lầu á. Chị Diễm. Trời ơi, ghê quá chị ơi. Cái xác cháy đen thui thui lụi luôn. Trời ơi, mà ai chết, ai chết? Em không biết, nhưng mà có khả năng là anh Siêu. Anh Siêu? Dạ. Tại sao lại có thể có chuyện đó? Em nghĩ không phải là sự cố đâu, mà là có người gây ra đó. Ý em nói là có người gây ra chuyện này. Lúc mà mọi người đã bỏ chạy bấn loạn, em thấy ông Huy bác học cõng một bà nào đó chuồn đi mất tiêu luôn rồi. Em nói là thằng Huy cõng người chạy ra ngoài hả? Hả? Chị Diễm, chị Diễm. Trời ơi. Chị con Ngọc đâu? Kẻ cứu Hai Hiền chính là kẻ đã phóng quả ở dưới đó để gây hoảng loạn, đánh lạc hướng mọi người. Mày ở đó, đứa nào dám cứu nó, tao sẽ giết. Cô có chắc là không nhìn gà quá cuốc không? Dạ, em chắc chắn tuyệt đối. Nhưng nếu cô nói dối thì sao? Anh có xử chết, em cũng chịu. Chính vì lúc nào anh cũng coi hắn như là lính ruột của mình, nên bây giờ anh không ngờ là hắn đâm sau lưng anh. Nhiều khi thằng Huy là cảnh sát chìm cũng không chừng. Mày đừng có ăn nói hồ đồ. Vậy anh giải thích đi, tại sao nó cứu con Hai Hiền? Đơn giản thôi, tại con Hai Hiền là chị của con Ba Ngọc. Còn chuyện của thằng Siêu Sủi, không thể nào có một vụ chết cháy vô lý vậy được. Chắc chắn đó là một hiện trường ngụy tạo. Vậy ai giết Siêu Sủi? Chắc là Siêu Sủi biết được bí mật gì nên bị ai đó giết người diệt khẩu. Để anh coi đó không? Nó mới đi ra ngoài. À, mà mày hỏi làm gì?
Đương nhiên là phải vậy rồi. Vì nó mới ra ngoài, nó điện thoại cho tôi, năn nỉ ý ôi kìa. Tụi bay chỉ giỏi suy diễn, nên nhớ Quy Bắc Học hiện nay có vai trò quan trọng trong tổ chức, nên nó không thể làm hại nội bộ. Còn chuyện cứu chị em con bé gì đó, có thể chỉ là lòng thương hại thôi, không thể kết tội nó về vụ chết cháy của Sư Sủi khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Nếu muốn có chứng cứ, đơn giản thôi, hãy cứ làm mạnh tay đi. Chỉ sợ anh không dám. Nếu anh tiếp tục bao che trắng trợn cho hắn thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Kể cả vụ thằng Đặc Khùng bị tên nào đó ném đá dấu tay. Thôi được rồi, tụi bay cứ bình tĩnh, để tôi gọi nó về hỏi rõ trắng đen thì biết. Anh phải cố tìm cho được Ba Ngọc, nó không thể chết oan chết ức như vậy được. Chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tư Nghĩa, chút nữa sẽ có người bên bộ công an qua đây chăm sóc và bảo vệ cho hai chị em. Cố lên nha. Suốt đời này em sẽ không quên ơn anh đâu. Được rồi. Dạ, nhờ anh. Dạ. Dạ em nghe anh. Chú đang ở ngân hàng đó hả? Dạ em đang ở ngân hàng. Có chuyện gì không anh hai? À, nhà hàng của Hải Lễ bị cháy, chú có biết không vậy? Ủa vậy hả? Em đâu có biết gì đâu. Ủa mà bị sao vậy anh? À, hình như là bị chập điện thì phải. Rồi có thiệt hại gì không anh? Ồ, cũng may là không sao hết. À, vậy thì hên quá. À, chú Quy nè. Dạ. Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với chú. Chú qua nhà anh liền nha. Dạ. Dạ được rồi, sau việc em chạy qua liền. Ông Mười, ông làm gì trong nhà tôi hả? Cậu không hoan nghênh lão à? Đáng lý giờ này ông phải ở nhà hàng chứ, ai cho phép ông tự tiện đột nhập vào nhà tôi hả? Lão buồn quá, không có việc gì làm nên lão đến đây để biết nhà cậu vậy mà, sẵn tiện làm vài ván cờ cho vui được không? Ông lại hả? Ông ra khỏi nhà tôi đi. Nhanh lên. Cậu nghĩ lão là ai? Ông ra khỏi nhà tôi đi. Nhanh. Người cậu làm gì dính máu không vậy? Máu người tanh lắm đó. Tôi nói là ông ra khỏi nhà tôi. Nhanh đi. Ông có đi không? Nó vẫn tắt máy. Đúng là có tật giật mình mà. Hay là bể chỉa trốn đi mất rồi đó không chừng. Thôi đi, chưa có gì hết, đừng mày trò chụp mũ người ta. Hôm nay ngày gì không biết nữa, tự nhiên lòi ra hai cái xác trong nhà hàng của tôi. Hỏi sao công an nó không để ý.
hết thằng Đặc Khùng bị ở tù, tới thằng Sườn Sủi bị chết, anh điều hành tổ chức giỏi quá. Mày nói vậy là có ý gì? Mày định tố cáo với ông lão cách chức tao hả? Đúng. Nếu ông không đem thằng Quý về giải quyết vụ này thì ông cũng không quay lại đâu. Lão Sượt, anh tính cái gì? Anh đang cay cú Hải Lé đúng không? Em cũng vậy. Sao mình không cùng nhau hợp sức để nhổ bỏ cái gai trong mắt đó đi? Tổ chức đang lao đâu, bây giờ còn bứng thêm nó nữa thì ai chịu chặt chém đi? Cái thứ bất cần liều mạng như hắn thì em quơ một cái là có cả đống. Nhưng nếu anh dung dưỡng một kẻ có ý đồ chống đối anh thì khác gì anh đang ôm bom nổ chậm. Chuyện này là sao? Sáng giờ tụi con kiểm tra mà không thấy được gì. Vấn đề không ở đây, nghĩa là ở đầu vào phải không? Dạ. Tụi phải tới ngay nhà hắn kiểm tra coi sao. Dạ. Dạ. Dậy đi, ngủ lâu quá không có tốt đâu. Tôi đang ở đâu vậy? Ở một nơi mà không phải ai cũng có quyền được đến. Chỗ này, chỗ này có phải là ông là bố già của các bố già? Không, vô lý. Tôi đã từng diện kiến ông lão rồi, không phải là ông. Ta lừa tình thôi chú em. Vậy ông giả dạng ông Mười để làm cái gì? Cũng giống như vua chúa ngày xưa giả dạng làm thường dân để di hành, ta cũng muốn nếm thử cảm giác đó coi sao. Nhưng mà nói thiệt, ta chẳng thấy thú vị con mẹ gì cả. Chẳng qua là ông muốn cho thám tình hình của tổ chức thôi. Chính xác. Để đánh giá lòng trung thành hoặc sự dân phục mẫn cán của từng đàn em, nhất là cái bộ tứ quyền lực. Mặt khác, mối thù giữa em và Hải Lé là không thể nào hóa giải được. Cách giải quyết duy nhất là có một kẻ phải lên đường. Nếu anh không trợ giúp cho em, em phải tự thân vận động anh Tư. Và có thể anh Năm, anh Sáu, anh Bảy, anh Tám, anh Chín gì đó, anh cũng dư hiểu mà. Một khi người đàn bà như em bị dồn vào đường cùng, bắt buộc phải ra tay, thì nó nguy hiểm tới mức nào anh hiểu mà. Bây giờ muốn đá hãy lấy ra, ít nhất phải có cớ gì đó để thuyết phục ông lão. Em có thể nguy hiểm một, nhưng mà ông lão nguy hiểm đến 10. Vì quyền lực luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Sớ rớ để ông biết mình bày trò thì sự nghiệp giang hồ của anh coi như là chấm dứt. Vậy thì em sẽ cho anh một cái cớ có sức nặng ngàn cân. Nếu ta nói rằng cậu là người duy nhất biết mặt thật của ta, cậu tin không? Làm sao có chuyện đó được? Không phải là anh Tính cũng thường xuyên gặp bà con sao?
gặp qua bức vách đằng kia thì có nghĩa lý gì? Nhưng mà tại sao tôi lại có đặc ân này? Đứng dậy, ngồi đi. Siêu Sủi đã chết, thêm Đạt Hùng đã sổ khám thì hiện nay bộ tư lĩnh chỉ còn mình cậu và Hải Lé, một con thỏ và một con bò tót. Hả? Nhưng mà vẫn còn anh Tính nữa mà. Tính Cùi nó là một con sói, ta có thể dùng thỏ, dùng bò tót, nhưng ta không thể dùng sói. Đó là lý do ta cho gọi cậu đến đây, dù bằng một hình thức không hay ho cho lắm. Cậu nghe ta hỏi đây, cái chuyện mà Đa Cùng bị gài ma túy cho cảnh sát bắt, có phải do Tính Cùi nhúng tay vào không? Và chuyện này ta có thể khoan dung cho sự thất tín, nhưng dối trá và phản bội thì không. Nói đi. Đúng, đúng là trong chuyện Đặc Khùng anh Tính có nhúng tay vô. Tại sao? Ông cũng đã nói rồi đó, ông rất ghét kẻ phản bội. Bây giờ mà tôi nói lý do tại sao, chẳng khác nào tôi lại phản bội anh Tính. Cậu nói hay lắm, nhưng khi anh Tính của chú mày đã chuẩn bị để trở thành một con sói phản chủ thì việc lật tẩy bản chất của hắn được coi là một hành động trung thực và dũng cảm. Hãy xem trong lịch sử có biết bao nhiêu đế chế phải suy tàn và diệt vong, không phải vì mỹ nhân thì cũng là do kẻ phản bội. Ta không muốn đế chế của ta phải suy tàn như vậy. Ông đã biết hết rồi, về theo con hỏi tôi làm gì nữa? Hắn muốn nhân danh ta để lần lượt hạ bệ Đa Khùng, kế tiếp là Hải Lé, rồi sẽ tiến cử đàn em của hắn để lên thay thế, tạo dây cánh, củng cố quyền lực, chờ ngày giấy binh tạo phản. Có phải vậy không? Ta giết một con chó như hắn thì quá dễ dàng, nhưng mà ta có lý do để cho hắn thở thêm. Thứ nhất là tổ chức đang có biến động lớn, nếu thêm Tính Cùi bị gãy thì chắc chắn là tan vỡ. Thứ hai là việc trừ khử hắn cần có một khoảng giao thời để xóa bỏ mọi ảnh hưởng của Tính Cùi và để chuyển quyền lực về tay người kế vị. Vậy à, ông đã chọn được người rồi à? Cậu. Tôi. Phải, cậu là kẻ duy nhất ta có thể đặt niềm tin vào lúc này. Nhưng mà tại sao ông lại tin tưởng tôi? Cậu không võ biện như đám Hải Lé, cũng không hiểm độc như Tính Cùi. Cậu biết dùng cái đầu, biết trên biết dưới, và đương nhiên ta cũng không chọn những kẻ không có tham vọng. Nhưng mà ta đã nắm lý lịch của cậu rất rõ, nên ta mới đưa ra quyết định này. Năng lực của cậu thì ta đã biết rồi, bây giờ là lúc chứng minh lòng trung thành và sự phục tùng tuyệt đối của cậu. Chú ơi, con này chú. Chú ơi. Chú ơi. Chú. Trung hả? Dạ, con Trung nè. Chú, con có chuyện gấp nên bây giờ anh Trung đưa vô đây. Cả hai vô đây. Dạ. Chú,
Chú không ngờ là hôm nay ông lão đã cho bắt cóc con đem về hang ổ của ổng đâu. Sao lại bắt cóc? Hắn muốn con làm tay sai cho hắn để dò thám các hoạt động phản bội của Tín Cùi. Vậy à? Chú có nhớ lần trước con đã từng kể với chú là con đã diện kiến được ông lão? Có. Thì sao? Lần đó tất cả chúng ta đều bị lừa vì ông lão đã sử dụng một mặt nạ silicon để ngụy trang. Chú chắc chắn cũng giống như con sẽ vô cùng kinh ngạc khi biết được rằng ông lão chính là lão Mười Lao Công làm việc tại nhà hàng của Hải Lé. Hắn giả dạng làm ông lão Lao Công mà. Phải. Hắn đã chịu mọi nhục nhã để trà trộn vào được trong đó, điều nghiêng tình hình. Nhưng với thân phận hiện giờ, hắn không thể leo cao hơn được. Cho nên hắn muốn sử dụng con làm tay sai để dò thám vào hoạt động tình hình của Hải Lé và Tín Cùi. Tài này đúng là cáo già. Con có nhận ra hang ổ của hắn ở đâu không? Dạ. Lúc đó con bị đánh gục, khi tỉnh dậy đã thấy ở trong sào huyệt của hắn rồi. Đám cận vệ của hắn kiểm tra con rất kỹ, vì sợ con mang theo thiết bị theo dõi. Ngay cả điện thoại của con cũng bị tịch thu. Do đó con sợ là hắn cài phần mềm gián điệp nên không dám gọi điện thoại trực tiếp cho chú, mà phải nhờ Trung tới đưa về đây. Chú, vẫn còn một chuyện nữa. Chú biết chuyện gì không? Cậu nói đi. Cứ 14.000 viên tân dược thì sẽ ra được 100 gram ma túy đá. Vì bào chế kỳ công như vậy nên chất lượng hàng của ta là số 1 trên thị trường hiện nay. Ra lò hết mẻ nào là con nghiện tranh nhau mua sạch mẻ đó. Túi ma túy này tôi đã từng thấy ở nhà Tích Cù rồi. Đúng. Thì ra là của lão à? Hắn đang giúp ta để chuyển hàng đi tỉnh. Nhưng quy tắc của lão từ trước giờ là không được tới ma túy mà. Ta cũng nghĩ là như vậy. Nhưng sau khi việc xong kẹp sẹo, ta không ngờ thị trường ma túy lại là món hàng béo bở như vậy. Ngu gì mà không nhảy vào, không sản xuất ma túy, bị bắt cũng chết, đúng không? Sắp tới ta sẽ mở rộng quy mô sản xuất độc tôn ma túy đá trong nước. Ta sản xuất ở trong cái hầm này, quả mai có thánh mới biết. Chính vì hắn hớ miệng như vậy nên con mới suy đoán rất có thể sào huyệt của hắn là một hầm ngầm kiên cố. Cho nên chúng ta tốn bao nhiêu công sức vẫn chưa tìm được. Tên này còn sống ngày nào thì đúng là đại họa của xã hội. Con chỉ cần lần ra xà quyệt của hắn, chú sẽ không do dự tổng tấn công ngay lập tức. Tuy nhiên con cũng phải cẩn thận, vì bây giờ nhất cử nhất động của con đều nằm trong tầm ngắm của hắn. Con hiểu, chú yên tâm. Cảm ơn. Anh Huy, anh Tính cần gặp anh gấp. Có chuyện gì không? Thôi để qua ngày mai đi, nay tao mệt quá. Ê, nè, tụi bay làm gì vậy? Xài lâu quá nó hư. Chứ tôi bể làm mẹ gì cho ông giằng cổ tôi hả? Nó gãy tự nhiên hay là nó bị bẻ? Có người bẻ. Tôi hiểu rồi. Đi. Nè, buông ra coi.
Ê, mày làm gì vậy? Nhanh lên, buông ra. Đi. Đi. Anh hai, anh chạy tụi này lên coi. Nó làm gì vậy? Thằng khốn, mày dám chơi tao hả? Anh nói cái gì vậy em không hiểu. Đánh mày chỉ có giơ tay thôi. Nói, có phải mày giết thằng Sủi rồi đốt xác nó phi tang phải không? Anh hai, anh nói cái gì vậy? Làm sao em dám làm chuyện đó? Mày tưởng tao còn nít hả? Con đứa tận mắt nhìn thấy mày cổng con hiền gì đó chạy ra phải không? Em sợ nó chết cháy cho nên em mới cứu nó. Vậy tại sao mày nói với tao là mày không có tới đó? Trời ơi, em khổ quá, tình gây lý giang, em sợ là anh hiểu lầm em. Mày cũng lẻo mép lắm đó Quy à. Anh hai, em đi theo anh bao nhiêu năm đây, không lẽ chứ gì chuyện đó mà anh không tin em? Chính vì tao tin mày nên bây giờ tao bị dây nè. Bây giờ anh mới là người ngu muội nhất đó. Mẹ mày, mày. Anh hai, cầm miệng. Trước khi mày giết, thằng Sự Sự nói bóng gió với tao gì mày? Và tính qua đây gặp trực tiếp tao để nói rõ hơn. Ai ngờ lại bị mày thủ tiêu diệt khẩu. Tại sao mày giết nó? Anh hai, nói. Anh hai, em không có làm chuyện đó. Anh đừng có nghe lời kẻ xấu xúc xịm đó bậy chứ. Mày mà nói láo, tao cắt cổ liền. Thằng Sự Sự phát hiện gì được bí mật của mày hả? Trời ơi, làm sao em biết được? Có phải mày là không ăn kim gà vô không? Anh hai, anh đừng có nói bậy. Đại ca, anh Quy chết bây giờ đại ca. Đại ca, tha cho anh Quy đi đại ca. Đem băng bó cho nó và ống xuống hầm. Dạ, dạ. Đánh tới chừng nào chịu khai thì thôi. Mấy anh thông cảm giùm em chút xíu. Anh em mình mà, dân xâm bình với nhau không hả? Em gạt mấy anh làm gì? Chẳng qua em gặp một sự cố nhỏ nhỏ nên hàng ở bển chưa kịp về. Em đã nhận tiền cọc của mấy anh rồi thì đảm bảo sẽ là hàng ngon. Em sẽ giao hàng cho mấy anh đầy đủ. Đương nhiên, cái thứ đầu lâu đó so với ma túy đá của em thì hơi hám gì, có thá gì đâu. Rồi, vài bữa nữa vậy nghe. Bà mẹ thằng Siêu, chết lúc nào không chết, chết ngay lúc giao hàng cho mình. Alo, Linh ghẻ hả? Mày đang ở đâu vậy? Tao có chuyện muốn nhờ mày nè. Rồi mày ở đó đi, tao qua mày liền. Chị hai, ăn chút cháo đi chị. Út, em gọi cho anh Quy coi có tin gì của ba Ngọc không. Sáng giờ em gọi cho ảnh mà không thấy bắt máy. Chị hai, chị hai. Hai, hồi nãy vô thấy em đang ngủ mà anh không có dám kêu. Em khỏe chưa? Anh ba, em xin lỗi anh. Em có lỗi với anh nhiều lắm. Không, em xin lỗi. Không. Người có lỗi là anh. Anh là chồng của em mà anh không có làm được gì cho em hết. Em không có cứu được ba Ngọc, em không có muốn sống nữa anh ba. Không, ơi, gặp được nhau là mừng rồi. Em đừng có nghĩ cái gì nữa hết á. Chị hai, chị đừng có nói vậy.
chỉ còn phải sống vì anh ba, vì tụi em, vì tía nữa chứ. Tía, tía đang ở đâu vậy? Tía còn yếu lắm, chắc là không có lên đây thăm em được đâu. Tía nói tía nhớ chị hai lắm chị hai. Mấy ngày nữa là giỗ 100 ngày của má phải không Út? Chị hai, sao chị biết? Má ơi, con bất hiếu quá, tất cả là lỗi của con. Em về là mừng rồi. Má ơi. Mọi người ơi, y tá mới báo tôi nghĩ trốn viện rồi. Mấy bữa nay đóng cửa có kiếm ăn được cái gì đâu, cho khất vài bữa nữa đi. Ok, vậy đi ha. Tao mà đổi đời là mày xong với tao luôn á. Mẹ mày. Mày là thằng nào? Mày là đàn em của Hai Lé, đúng không? Ừ, thì sao? Hả? Đại ca, tha cho em đại ca. Đại ca muốn gì đại ca? Đại ca. Mẹ, thằng chó, nó dám cãi lệnh cấm buôn bán ma túy của ông lão. Coi như tới số rồi. Vậy thì xóa sổ nó đi. Nhanh lên. Ở đâu? Mày lừa tao hả? Tôi chạy vô là thấy nằm ngay đây nè. Giờ biến mất tiêu sao tôi biết được? Hình như giày này là của con Ngọc á. Mày nói cái gì? Của con Ngọc á. Còn đây là đoạn phim con Diễm đã quay được lúc Hai Lé bàn chuyện buôn bán ma túy. Không, tên này thừa biết lệnh cấm buôn bán ma túy của anh, nhưng vẫn liều lĩnh nhúng tay vào. Cứ chí theo luật mà xử nó, đúng không anh? Ta buông được thì sao lại cấm nó? Anh làm vậy đâu có được. Nếu mà anh không trừng trị nó thì đâu ai coi anh ra gì đâu. Hơn nữa, nếu Du Di thì chỉ trong một thời gian thôi, hắn sẽ cạnh tranh trực tiếp với mình. Anh à, một khu rừng không thể có hai hổ được. Cũng giống như tổ chức của chúng ta, không thể có hai thủ lĩnh, có đúng không? Anh muốn ám chỉ điều gì? Điều gì thì cậu tự biết thôi. Chẳng lẽ em làm chuyện gì phật ý anh sao? Tôi đã xem hết cảnh cậu tra tấn vui đó học. Tại sao không có lệnh của tôi mà cậu dám hành động vô lối như vậy hả? Em bức xúc quá mà. Anh không biết nó giết Sửu Sửu để diệt khẩu sao? Em đang nghi nó là nội gián cảnh sát cài vào. Có bằng chứng gì không? Dạ, dạ bằng chứng hiện chưa có, nhưng có thể dựa vào chuyện Sửu Sửu úp mở với em là đã phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp về Quý Bác Học. Rồi sau đó là cái chết bất thường của Sửu Sửu khi chuẩn bị qua gặp em. Anh nghĩ đi, làm gì có sự trùng hợp quái gở như vậy được. Khi mà tên Quy cũng có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ cháy, nhưng mà ban đầu nó trốn lẻo lẻo với em à. Anh hãy cho em thêm thời gian,
em sẽ lột được mặt nạ hiểm độc của nó. Được, nhưng mà nếu cậu sai, cậu sẽ tự xử cách nào đây? Nếu em sai, anh muốn xử sao cũng được. Hãy nhớ lời cậu nói ngày hôm nay nha. Dạ. Hãy tính đi trước tao một nước cờ hả tính cùi? Thì đây, tới túc trực nhà thằng Tính, bảo đảm quy bác học không bị khử. Dạ. Ai mà vô nhà mình vậy kìa? Em Tư Nghĩa nè chị. Tư Nghĩa. Kim ba ơi. Kim ba ơi. Em nhớ Kim ba lắm Kim ba ơi. Em kêu chị từ bữa tới giờ, chị biết không? Kim ba của em. Em xin lỗi chị. Tại em chị ra nông nổi này. Tôi xin giới thiệu, tôi là Thiếu tướng Trực, Tổng cục Phó Tổng cục Cảnh sát Điều tra, phụ trách chuyên án của Tính Cùi. À, tôi có nghe về ông, mà bây giờ mới được gặp. Có lẽ gặp ở quán nhậu thì tốt hơn hả? Cho tới bây giờ, cậu vẫn ngoan cố không chịu nhận tội hay sao? Tôi đã nói nhiều rồi, tôi không có làm việc đó. Tôi bị tụi nó gài. Anh không tin tôi hả? Nhưng tất cả tang chứng vật chứng đều chống lại cậu. Cậu cũng thừa biết với hai bánh heroin đó, mức án sẽ ra sao mà. Tôi tin là tôi sẽ đòi lại được công bằng. Đến bây giờ, cậu vẫn đinh ninh rằng Tính Cùi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, có đúng không? Cái đó là ông nói, chứ không phải tôi. Và cậu cũng tin rằng sẽ có một thế lực nào đó giải cứu cho cậu lần này. Nếu biết Tính Cùi bán đứng cậu, cậu sẽ làm gì? Tôi tặng hắn cái hòm. Ông đừng bao giờ tìm cách chia rẽ tôi. Vô ích. Vô ích lắm. Được, vậy thì tôi sẽ giúp cho cậu mua gián. Ừ. Em sẽ mua chuộc một tay đàn em của đàn khùng, để hắn bỏ ma túy vào xe. Anh chỉ việc ập đến phòng cổ hắn, vậy là xong. Hiểu rồi. Ông cứ báo rõ ngày giờ địa điểm, tôi sẽ xua quân đi bắt. Thắng cú này, tôi càng có cơ hội lớn trở lại bàn chuyên án của tướng Trực. Phải. Chỉ cần có anh Tư ở trong bộ não của họ thì mười tướng Trực cũng không sợ, chứ nói gì một ông. Thằng Tính Cùi, tao giết nó. Thằng Tính Cùi, bỏ tao ra, bỏ tôi ra. Nếu cậu đã sáng mắt ra rồi và không muốn bị tử hình một cách oan uổng, tôi sẽ mở cho cậu một con đường sống. Đường gì? Ông nói đi, tôi có chết cũng được, miễn sao tôi phải kéo thằng chó đẻ đó theo. Đừng tiêu cực như vậy, hãy sáng suốt hợp tác thành khẩn với chúng tôi. Cậu vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Bỏ nó ra.
Sao? Chịu khai chưa đồng chí? Anh hai, đừng bị tụi nó lừa. Lừa? Tại sao phải lừa tao? Tôi phát hiện ra chủ mua buôn bán ma túy là Hải Lé, nên đang giết Xèo Sủi rồi mượn tay anh giết tôi bịt đầu mối. Tại sao mày biết? Anh ơi, anh đừng có dại dột mắc bậy hơn. Nó muốn anh phải chặt đứt tay của mình. Đến giờ mà anh không hiểu. Quý, sao giờ này chúng mới nói cho anh biết hả? Anh ơi, chưa muộn mà đúng không? Quý, Quý, kêu xe cấp cứu. Dạ. Quý, Quý, mày lên đâu? Cậu Hai Lé này, mày dám gài đổ tao mà? Mày đi bắt Hai Lé gì cho tao? Dạ. Quý, Quý, tỉnh lại đi. Đám hung dịch này trốn đi đâu hết rồi? Chắc đi chặt hẻo quá. Anh tính chân không? Có chuyện gì không? Ta đang bận. Không được, đi. Alo. Alo, tính cùi hả? Sao mày dám chơi tao hả? Tao chưa hỏi tội mày mà mày dám tố ngược tao hả? Mày định mượn gió bẻ măng, lợi dụng tao giết thằng Quý đúng không? Đồ khùng, mày nói con mẹ gì vậy? Mày đừng tưởng rằng tao không biết ý định buôn hàng đá của mày. Mày nói cái gì? Làm sao mày biết được? Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Mày chỉ cần biết mày vi phạm quá nặng luật của tổ chức. Giờ tao cho mày hai con đường. Một là khôn hồn thì lết bằng chó về đây gặp tao để chịu xử phạt. Hai, bỏ xứ mà đi. Hai Lé nè, nhưng mà tao khuyên mày nên chọn cách thứ hai thì tốt nhất. Vì nếu để lính của tao mà tóm được mày, mày hiểu rồi ha? Tao phải giết mày. Đứng coi à.